Buổi tập của ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ thế đè hông nhá. Bên trái trước. Tiêu đề của ngày hôm nay Kim Toàn sẽ cùng các bạn tìm hiểu về chủ nghĩa khắc kỷ. Nghe chủ nghĩa khắc kỷ thì thường các bạn sẽ cảm thấy cái điều gì đó nó rất là to tát đúng không ạ? Nó giống như là chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa cộng sản hay là chủ nghĩa gì gì đó. Nhưng có những cái chủ nghĩa rất là nhỏ, nhỏ xíu à. Thì Kim Toàn lấy một cái ví dụ nhé. Có thể là chủ nghĩa độc thân đúng không ạ? Mình cứ nghĩ đơn giản như vậy thôi. Thì thực ra là chủ nghĩa khắc kỷ nó là một trường phái mà người ta đã từng trong quá khứ. Trong quá khứ nhé, con người chúng ta đã từng nghiên cứu tìm hiểu, và thậm chí là có cả một cái cuốn sách, có nghĩa là có triết học đấy. Thường thì những gì mà đó mà dùng từ là thuật ngữ mà có từ đấy là chủ nghĩa, thì có nghĩa là được nghiên cứu rất là nghiêm túc. Cái công trình khoa học có thể đã được ứng dụng rất là rộng, hoặc là ứng dụng ở một quốc gia nào đó. Và cụ thể là chủ nghĩa khắc kỷ xuất hiện ở thế kỷ thứ 3 ở Athens. Athens thì các bạn biết ngay ở đâu rồi đúng không ạ? Ở châu Âu, ở Hy Lạp, cái gì gì đó. Và chủ nghĩa khắc kỷ ấy, cách đây tầm khoảng 5-6 năm thôi, thì để tìm kiếm, tìm hiểu hay cũng như là mua được một cuốn sách đó trên cái thị trường đất nước của chúng ta, đất nước Việt Nam ấy, gần như là không có. Nhưng tầm khoảng 2-3 năm trở lại đây, có nghĩa là cái đợt dịch vừa rồi đấy, thì bắt đầu cái thuật ngữ này mới được nhiều người biết tới. Và hiện tại đến thời điểm này thì theo cái cảm nhận, cảm quan của Kim Toàn ấy, là có rất nhiều người biết tới, thậm chí là họ còn thực hành rất là rõ, thực hành cực kỳ giỏi nữa cơ. Và bản thân Kim Toàn đã từng tập yoga rất nhiều năm, nó ngấm vào cơ thể của mình rất là nhiều năm rồi. Chỉ có điều là mình chưa có cái từ khóa như vậy, và cũng chưa biết rằng là xã hội cần cái điều đó, thành ra là chưa truyền tải được. Thực ra thì chủ nghĩa khắc kỷ nó cũng khá giống với đạo lão, đạo não của người châu Á, của Trung Quốc ấy, và cũng khá giống với là đạo Thiên Chúa Giáo hay là Bà La Môn của yoga. Ở trong các cái tôn giáo đó hay các cái đạo giáo đó, hoặc là các cái tín ngưỡng, hoặc là các cái chủ nghĩa khác nhau, đều có cái màu sắc là tương đồng giống nhau. Chỉ có điều là nó tập trung triệt để vào cái từ khóa đó, hoặc là nghiên cứu triệt để vào cái từ khóa đó nhé. Rồi đè gối, dựng cái bàn chân sau lên với dài hai tay của mình phía trước. Thì đó là cái nguồn gốc xuất xứ của chủ nghĩa khắc kỷ. Vậy thì cái nội dung của chủ nghĩa khắc kỷ nó sẽ tập trung vào cái điều gì? Thực ra nó không giống như là chủ nghĩa xã hội hay là chủ nghĩa phát xít hay là các cái chủ nghĩa mang tính chất là toàn cầu. Nó chỉ đơn giản là tập trung vào cái đời sống con người thôi, có nghĩa là rất là nhỏ, nhỏ xíu rồi. Trong cái quá trình mà chúng ta tìm hiểu về nó đấy, thì chúng ta phải hiểu được rằng là nó đem lại cái điều gì cho chúng ta, và liệu ở cái chu kỳ xã hội nào đó nó mới đem lại được cho chúng ta, có nghĩa là nó mới có cái cơ hội để phát huy cái chuyên môn của nó nhé. Giả thiết như trước đây khoảng 5-6 năm, các bạn hình dung là kinh tế thị trường ở Việt Nam rất là tốt, mọi người tìm kiếm các cái công việc cũng như là cái cơ sở vật chất, miếng cơm ăn áo, thậm chí là tình yêu, nó đơn giản lắm, nó dễ dàng lắm. Các bạn hình dung là hình dung một cái ví dụ đơn giản Kim Toàn chia sẻ đấy nhé. Cách đây tầm khoảng 20 năm thì những người mà người Việt mà đi lao động ở nước ngoài đấy, hoặc là đi định cư hoặc đi làm việc ở nước ngoài, thì cái chênh lệch, cái mệnh giá tiền đấy nó rất là cao. Có cảm giác như kiều về nước nó là một cái điều gì đó, nó không khác gì là nguyên thủ quốc gia về với dòng họ đó đấy. Họ đem về tất cả mọi thứ, hàng sách tay, rồi là tiền bạc chia cũng như chia sẻ, như là cho con cái, mọi người vui vẻ hơn hoan lắm. Nó có một cái gì đó nó gần như là nó chờ đợi cái điều đó. Và gia đình nào đó là có nhiều người ở nước ngoài kiều ấy, gọi là kiều bào ấy, mà Tết mà về thì sướng lắm, thích lắm, có khi đánh trống khua chiêng loạn lên cơ. Nhưng bây giờ thì khác rất là nhiều đó. Kiều về bây giờ nói hơi quá một chút, chứ là thực sự là còn nghèo hơn cả người ở đây. Trừ khi là kiều gọi là kiều ở quê đi, chứ kiều ở Hải Phòng mà ở cái khu vực Kim Toàn sinh sống thì là vớ vẩn, không quan tâm luôn. Đặc biệt là kiều ở các nước châu Á nó còn chẳng thèm để ý nữa cơ. Có khi về có khi xin tiền mình còn đi máy bay sang, đi tàu xe ngược về. Rồi, thì đó là cái chu kỳ xã hội khác nhau nhá. Thì thành ra các cái triết lý sống, các cái lối sống nó bị thay đổi. Thì có phải gần đây là người Việt chúng ta là có một cái thói quen nhỏ là có một bộ phận, chứ không phải một thói quen đâu, một bộ phận là trong mấy năm dịch vừa rồi là bỏ phố về quê làm nông nghiệp đúng không? Thì buổi sau Kim Toàn đã chia sẻ về cái từ khóa đó nhé. Còn bữa nay chúng ta chia sẻ cái từ khóa này ở cái mức độ ở cái quốc gia khác. Thực ra cũng là một trạng thái bỏ phố về quê, nhưng là ở quốc gia khác nhé, cái màu sắc khác, thành ra có cái thói quen lối sống nó khác thôi, cái cách sinh hoạt cũng như là thể hiện của họ khác mình thôi.
Rồi, thế Trường Tấn. Duy trì, căng chắc. Vậy cái chủ nghĩa khắc kỷ nó tập trung vào những cái điều gì, chia sẻ cái điều gì, hoặc là giáo dục cái điều gì? Nó chỉ có 3 điều đấy nhá. Cái điều thứ nhất ấy là tập trung vào cái việc mà chúng ta kiểm soát được. Vậy những thứ chúng ta kiểm soát được bao gồm những gì? Tất cả những thứ chúng ta kiểm soát được, nếu như ai đó đang nghe cái sự chia sẻ của Kim Toàn ấy, thì chắc chắn là phải người ở độ tuổi tầm khoảng 34-35 trở lên thì chắc chắn mới có thể hiểu được cái điều Kim Toàn nói. Có nghĩa là các bạn phải ở cái độ tuổi của Kim Toàn trở lên thì các bạn mới có thể hiểu được điều Kim Toàn nói nhé. Còn dưới độ tuổi đó hoặc trên độ tuổi đó quá nhiều thì chúng ta sẽ không hình dung ra. Tại vì cái ngôn từ của Kim Toàn nó cũng sẽ tập trung vào những cái nhóm người đó. Thường là những thứ mà chúng ta kiểm soát được ấy, thì cái điều đầu tiên chính là suy nghĩ của chúng ta. Ví dụ bây giờ các bạn muốn nghĩ mình lên cung trăng thì nó ở cung trăng. Bạn nghĩ mình ở đâu thì nó ở đấy, đúng không? Bạn nghĩ tốt thì sẽ là tốt, bạn nghĩ không tốt nó sẽ là không tốt. Cái điều thứ hai chính là cái sức khỏe của chúng ta. Và tất cả những thứ chúng ta đưa vào cơ thể của mình, sức khỏe của chúng ta thì chắc chắn là của chúng ta rồi. Và những thứ chúng ta ăn vào miệng chúng ta có quyền kiểm soát, đúng không? Và cuối cùng là những cái hành động của chúng ta. Có nghĩa là suy nghĩ, thức ăn và hành động là chúng ta kiểm soát được. Thì đó là cái điều đầu tiên mà chủ nghĩa khắc kỷ hướng tới. Thì lát nữa Kim Toàn sẽ chia sẻ rõ hơn từng phần một để các bạn nắm rõ hơn nhé. Cái điều thứ hai là những thứ chúng ta không kiểm soát được. Vậy những thứ chúng ta không kiểm soát được là gì? Thứ nhất là toàn bộ những thứ từ thiên nhiên tác động tới cơ thể chúng ta. Ví dụ như là thời tiết, gió, mưa, nắng, bão hay cái gì đó vân vân và mây mây, đúng không ạ? Có nghĩa là những thứ mà ngoài cơ thể chúng ta, tác động vào cơ thể chúng ta. Và những cái hành động, suy nghĩ của người khác áp đặt lên cơ thể chúng ta thì chúng ta làm sao? Không thể kiểm soát được. Có phải là suy nghĩ của người khác là chúng ta không kiểm soát được không? Rồi. Và hành động của người khác chúng ta cũng không kiểm soát được, đúng không? Có nghĩa là tất cả những cái gì tác động từ môi trường ngoại quan tới cơ thể chúng ta không kiểm soát được. Thì cái cách đó là cái cách mà chủ nghĩa khắc kỷ, là cái cách thứ hai mà họ hướng dẫn, chia sẻ cũng như là giáo dục chúng ta để chúng ta có thể đạt được cái sức khỏe cũng như cái trạng thái hạnh phúc tốt nhất có thể. Và cái điều cuối cùng là rất là quan trọng, mà hàng ngày hàng giờ nó liên tục tác động vào cơ thể chúng ta. Có nghĩa là xã hội của con người đấy, dù bất kỳ quốc gia nào, đều là một cái xã hội mang tính chất bầy đàn. Có nghĩa là đã là con người là phải có tối thiểu hai cá nhân trở lên, hai cá thể trở lên thì mới gọi là con người, đúng không? Còn nếu như một con người đấy thì nó chả là cái gì đâu. Không có ai có gọi một con người mà là một con người cả, cho dù ở bất kỳ quốc gia nào cả. Đấy chỉ gần như chính xác là chỉ là con vật thôi, có tồn tại thôi. Chứ có cái chứng minh thì có gọi tên các bạn là cái chứng minh thôi. Còn chúng ta không thể tự sản xuất được tất cả mọi thứ, tự cung tự cấp toàn diện mà sống một mình được. Và tất cả những cái công việc hay là những cái tương tác ngoài xã hội đối với cơ thể chúng ta đấy, mà có người khác tham gia, thì đó là cái phần thứ ba, là có sự tham gia, liên kết, tương tác một phần của xã hội đối với cái vấn đề của chúng ta. Thì đó là cái vấn đề thứ ba mà chủ nghĩa khắc kỷ sẽ chia sẻ với chúng ta nhé. Rồi, góc xoay người, giơ tay trái lên. Kim Toàn nhắc lại một lần nữa nhé, tổng kết lại một lần ngắn ngắn thôi để các bạn hình dung dễ này. Chủ nghĩa khắc kỷ hướng dẫn và dạy chúng ta 3 điều quan trọng nhất. Thứ nhất là những điều chúng ta không thể kiểm soát được. Thứ hai là những điều mà chúng ta có thể kiểm soát. Và thứ ba là những điều mà chúng ta làm sao bị tác động một phần. Vậy thì từng điều một nhé. Cái điều đầu tiên là cái điều mà chúng ta có thể kiểm soát, đúng không? Thì các bạn nên tập trung vào. Có nghĩa là cái cách giải quyết đấy, cái cách học tập đấy, và cái cách hướng tới để có thể đạt được cái trạng thái thoải mái, dễ chịu nhất. Tất cả những điều mà chúng ta có thể kiểm soát được thì chúng ta nên tập trung vào. Và thường xuyên tập trung thì chúng ta mới có cơ hội phát triển cá nhân, đúng không? Nâng cấp mình lên. Ngày hôm nay mình chỉ học lớp 1 thôi thì chịu khó học tập tốt đi thì sẽ có kiến thức của người cấp 2. Chịu khó học tập tốt lên thì sẽ có kiến thức của người đại học, đúng không? Chịu khó học tập tốt nữa lên thì trở thành giáo sư. Chứ không phải học hết cấp 3 rồi sau đó dùng cái kiến thức cấp 3 mà sử dụng cả đời, đúng không? Thì đó. Và cái điều thứ hai là cái điều mà chúng ta không thể kiểm soát được thì thôi vất cha nó đi, nó chả liên quan gì đến mình, đúng không? Mình kiểm soát làm sao được nó thì làm sao mà cần phải cố gắng kiểm soát nó làm gì? Có nghĩa là có hẳn một chủ nghĩa giáo dục và dạy chúng ta về cái cách đó thì chúng ta chả tội gì phải đi nghiên cứu nhé. Có nghĩa là cách đây làm sao thế kỷ thứ 3 ở Athens rồi, đã có các cái nhà triết học họ nghiên cứu rồi, thì chúng ta không thể nào có thể học thế, học nữa, học mãi, học cuộc đời, học thậm chí học nhiều kiếp cũng không thể nào giỏi bằng họ được. Mình cứ mặc định như vậy đi cho nó nhàn, đúng không? Thì mình học luôn cái kiến thức của họ cho nó nành. Rồi, thì đó là những cái điều chúng ta không kiểm soát được thì tốt nhất là bỏ nó đi, lách nó ra khỏi đầu của mình luôn.
Và cái điều thứ ba là cái điều mà chúng ta có sự tác động một phần hoặc bị tác động một phần, thì chúng ta cần phải làm sao? Cần phải học tất cả những kiến thức để có thể nhận được cái quyền lợi tốt nhất mà mình bỏ ra công sức nhiều nhất, đúng không? Mà phải nhận được quyền lợi tốt nhất để tránh trường hợp thiệt thòi nhiều nhất. Rồi, thì tâm ván chúng ta bước lùi. Không có tiếng ồn nào nào, duy trì nhá, căng chắc thật chẽ. Rồi, sau đây Kim Toàn đã chia sẻ từng phần một của chủ nghĩa khắc kỷ đối với cơ thể chúng ta nhé, để các bạn có quyền lựa chọn. Cái quyền lựa chọn là một trong cái quyền mà có thể nói là phải có kiến thức thì mới lựa chọn được. Ngay trong đời sống hàng ngày cũng vậy thôi. Các bạn muốn lựa chọn một chiếc váy đẹp, một chiếc điện thoại đẹp hơn thì các bạn phải có tiền. Mà có tiền thì có nghĩa là có quyền. Mình có tiền, mình người có quyền mà, thì có nghĩa là các bạn muốn có quyền lựa chọn thì phải có năng lực, thì phải có vật chất để đánh đổi lại được cái điều đó. Vậy thì những thứ mà chúng ta kiểm soát được là bao gồm cái gì ạ? Suy nghĩ, dinh dưỡng và tất cả những thứ mà chúng ta hành động ra ngoài, tác động đến thế giới và môi trường xung quanh, trong đó là tác động trực tiếp với cơ thể chúng ta. Rồi, thì con rắn bẻ cong nhá, dựng bàn chân, nâng cao vai của mình lên. Thì ở những cái video trước Kim Toàn chia sẻ rất là nhiều rồi, nhiều lắm rồi, thì Kim Toàn chỉ nói sơ qua lại thôi. Tất cả những thứ như vừa rồi Kim Toàn nói đấy, thì chúng ta hàng ngày có cái cơ hội dung nạp liên tục. Ví dụ như là tất cả những cái kiến thức phát triển cá nhân, nói chung chung kiến thức phát triển cá nhân thì rất nhiều người còn chẳng hiểu kiến thức phát triển cá nhân là cái gì, thậm chí phát triển cá nhân là cái gì. Thì Kim Toàn chỉ lấy cái ví dụ nữa tiếp nhé, rất đơn giản. Ví dụ như các bạn muốn mua một chiếc iPhone 14 thì các bạn muốn phát triển cá nhân không? Có đúng không? Thì hãy học cách sử dụng tất cả những cái công cụ mà mình muốn dùng ở trong chiếc iPhone đó. Có nghĩa là phải các công cụ mà các bạn muốn dùng hoặc nó có ích với đời sống của các bạn thì các bạn phải học cách để mà sử dụng. Chứ không phải bỏ tiền ra mua chiếc iPhone 14 để cho nó đẹp, cho nó vui, cho nó oai nhá. Đúng không? Thì chiếc ô tô cũng vậy. Thí dụ như cái xe Mạc hay cái xe Kia hay cái xe gì đó thì mỗi một chiếc xe nó đều có một cái tính năng đặc biệt. Nó đặc biệt thì nó mới nhiều tiền như vậy. Thì chúng ta phải học cách sử dụng. Hay các bạn mua một người vợ, mình cứ nói chuyện là mua một người vợ về dùng đi. Thì cái cô vợ đó đơn giản thì chúng ta phải học cái cách sử dụng đơn giản. Cô phức tạp thì chúng ta phải sử dụng một cách phức tạp. Đúng không ạ? Và đó là những cái kiến thức phát triển cá nhân, nó có rất là nhiều. Trong đời sống chúng ta càng sử dụng nhiều thì chúng ta càng phải học nhiều. Đúng không ạ? Và dinh dưỡng cũng vậy. Nếu như các bạn có con nhỏ, có nghĩa là các con cần ăn dặm đúng không? Thì chúng ta phải học các kiến thức về nấu thức ăn dặm cho các con. Chúng ta có người nhà bị tai biến đột quỵ, huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, thì chúng ta phải cần phải có những cái kiến thức để chăm sóc những người đó. Đúng không ạ? Và chúng ta có những cái căn biệt thự thì chúng ta phải có kiến thức để chăm sóc cái căn biệt thự. Còn chúng ta có cái nhà cấp 4 thì phải có kiến thức chăm sóc cái nhà cấp 4. Chứ không phải có trường hợp là chúng ta cứ làm ra để đó và người khác chăm nhé. Bản thân chúng ta tìm kiếm được căn nhà đó nhưng mà lại nhờ cho người khác chăm căn nhà đó thì không bao giờ có đâu. Chắc chắn là sẽ không vừa ý như mình đâu. Và đó là những thứ mà chúng ta có thể kiểm soát được. Thì càng tập trung nhiều càng tốt. Đúng không ạ? Rồi, thì đứa trẻ nào hạ về. Rất là đơn giản thôi. Thả lỏng cúi đầu xuống, buông vai của mình xuống. Rồi, tiếp theo thì những thứ mà chúng ta không kiểm soát được, nó bao gồm những gì thì Kim Toàn chia sẻ rồi đúng không? Bao gồm suy nghĩ của người khác, hành động của người khác, tất cả những thứ là môi trường thời tiết tác động tới cơ thể chúng ta, đúng không? Và những cái gì thuộc về người khác, nó chả liên quan gì chúng ta cả, thì chúng ta phải liệt kê ra được thì chúng ta mới biết rằng là mình khắc kỷ cái gì. Khắc kỷ ở đây nó giống như đơn giản là tôi khắc khẩu với bạn ấy, nói chuyện nó không hợp, đúng không? Chứ không phải là thuật ngữ tiếng Hán nhé, mà chỉ đơn giản là khắc ở đây có nghĩa là không hợp, nó không phù hợp chứ không phải là không hợp. Nhiều người cứ nói là không hợp thì có nghĩa là không hợp, đơn giản là không hợp là thôi là xong luôn là buông. Nhưng mà mình nghĩ một cách tích cực hơn đi, nó là không phù hợp hoặc là chưa phù hợp thì nghe nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và thực sự là nó phù hợp hơn rất là nhiều. Cũng giống như mình khoác một chiếc áo đẹp lên người, mình bảo không hợp, cái này đối với tôi không hợp. Mà bạn đi thử cái bộ quần áo rất là đẹp ở một cửa hàng nào đó đấy, mà chiếc áo đó rất là đẹp, nhưng bạn thì thực sự là không đẹp, không đẹp hoặc chưa đẹp. Nhưng mình khoác lên người mình thử, mình bảo cái này nó không hợp với tôi. Nhưng mà mình hơi tăng cái âm lượng, cái âm vực, âm giọng của mình lên cái thì nó trở thành cái gì đó nó gọi là hơi chảnh chọe. Thì mình chỉ nói rằng cái này nó chưa phù hợp với tôi. Thế là đủ rồi, người ta có hiểu, có thể người ta hiểu rằng là mình có thể là rất là cao sang, nhưng mà cái áo này nó vẫn chưa phù hợp với mình.
hoặc là mình rất là đơn giản, thành ra cái áo này nó đẹp quá, nó chưa phù hợp với tôi, thì mình chỉ dùng từ như vậy nó rất là đơn giản nhé. Thì có phải là tất cả những thứ gì mà nó không, mình không thể kiểm soát được mà thuộc về người khác, và khi mình hiểu rằng là những thứ thuộc về người khác nó không thuộc về mình, thì có nghĩa là nó khác với mình, và khi nó khác với mình thì chắc chắn là nó không hợp với mình, và mình có quyền quyết định nhé, là có nên tiếp nhận nó hay không, hoặc tiếp nhận nó theo cái cách nào, hoặc là từ chối. Rồi, nhổm dậy, bước chân phải của mình nên đè hông. Và Kim Toàn lấy một vài cái ví dụ nhé. Bản thân Kim Toàn trước đây là một vận động viên chuyên nghiệp, thì chính vì vậy Kim Toàn sẽ lấy những cái ví dụ từ vận động viên chuyên nghiệp. Trước, giả thiết như này, Kim Toàn đang, năm nào Kim Toàn thi đấu cũng có tầm khoảng, cái nội dung Kim Toàn thi đấu ấy, thường năm nào cũng có tầm khoảng 7 cho đến tầm khoảng 13, 15 người trên toàn quốc, mà mỗi một người đó đại diện cho một tỉnh thành. Thì có nghĩa là cái nội dung thi đấu đấy, ít nhất là 64 tỉnh thành thì có khoảng tầm 15 tỉnh thành thi đấu đúng không? Tất nhiên là vẫn còn lựa chọn các khu vực nữa rồi, thì đã được sàng lọc hết rồi. Thì cái việc mà mình có thể kiểm soát được cái thành tích của họ hay là cái năng lực của họ đấy, nó là không thể. Có nghĩa là hàng ngày thì Kim Toàn có thể dự đoán được là họ có thể là đạt được cái thành tích là xếp số 1. Nhưng bây giờ Kim Toàn mong muốn là họ xếp số 2. Thậm chí nó thật sự là trong đầu của Kim Toàn ấy, trong đầu của mình này, còn nghĩ rằng là cũng đã từng có những cái suy nghĩ rất là độc ác chứ, suy nghĩ rất là tệ, là ước gì cái đội đấy nó đi máy bay nó rơi, thế là mình tự nhiên về nhất. Đấy, có nghĩa là đã từng có cái suy nghĩ. Tuy nhiên những cái suy nghĩ đấy nó chỉ là thoáng qua, mà chỉ là câu chuyện vui mọi người nói chuyện với nhau thôi. Còn cũng có từng những cái suy nghĩ là mình đã từng bị đi lỏng, có nghĩa là ở Hải Phòng thì hay gọi là đi té rè, do mình ăn uống lạ nước, mình đi xong rồi mình bị té rè, và mình cũng ước là gì rằng là ôi đúng cái ngày thi đấu đấy mà nó cũng bị té rè thì tốt quá. Có nghĩa là mình cũng từng bị như vậy, và mình cũng mong muốn người khác bị như vậy. Thì có nghĩa là mình đã từng khắc kỷ vào đầu là họ có thể sẽ bị như vậy, và cái chất lượng thành tích, cái con số nó sẽ thay đổi. Có thể là mình đang số 3 thì chẳng may mình lên số 2 thì sao, hoặc số 1 thì sao. Rồi đè gối. Và cái điều đấy thực sự là nó không xảy ra, và những cái điều dạng như vậy trong cuộc đời nó cũng không sao bao giờ xảy ra. Mình nghĩ là mình chỉ nghĩ trong đầu thôi, mình ước là chỉ ước trong đầu cho nó vui thôi, và thực tế nó không hề xảy ra nhé. Thì đó là cái năng lực của cái con người đó, và cái thành tích của con người đó, thậm chí là cả các cái hoàn cảnh xảy ra của cái con người đó tại cái thời điểm đó nó không hề xảy ra. Có nghĩa là Kim Toàn không có cái năng lực để làm thay đổi cái điều đó, và có những cái bộ phim, thậm chí là có những cái câu chuyện cổ tích ấy, là của người Việt chúng ta đấy, đôi khi là còn ám thị cho người Việt chúng ta. Ví dụ như cái câu chuyện cái cây dìu mà nó rơi xuống, cái anh chàng tiều phu đốn củi, anh ấy chặt củi xong cái cây dìu của anh ấy văng rơi xuống ao đấy, và bụt hiện ra đưa cho anh cây dìu vàng, bảo cái dìu này có con không, đúng không? Anh ấy ước là chỉ nhặt được lại cái cây dìu đó thôi, nhưng sau khi anh ước thì không nhặt được lại cái dìu, nó còn nhặt được mấy cây dìu, nó còn xịn sò hơn, thậm chí là còn giá trị hơn. Thì cái điều này là cái điều gọi là nằm mơ, có nghĩa là thực sự là nằm mơ giữa ban ngày cơ, chứ chẳng phải nằm mơ ở trong giấc mơ đó. Mà người Việt của chúng ta còn viết ra những cái câu chuyện rất là nhảm nhí, và Kim Toàn khẳng định rằng đấy là một câu chuyện cực kỳ nhảm nhí, và nó tạo ra một cái gì, tạo ra một cái hệ thống niềm tin, cái hệ thống khắc kỷ nó đi ngược với xã hội hiện đại, người ta không mong muốn điều đó. Còn thêm một câu chuyện nữa nhé, cũng là một dạng câu chuyện mà bây giờ mọi người có thể nói là văn học bắt đầu cắt đi rồi, và giáo dục cũng cắt đi rồi. Các bạn có nhớ cái câu chuyện là câu chuyện gì không ạ? Câu chuyện Tấm Cám. Ở nước ngoài thì có câu chuyện Nọ Nem, còn chúng ta có cái câu chuyện Tấm Cám. Và kết cục của câu chuyện Tấm Cám nó cực kỳ khủng khiếp. Trước đây thì Kim Toàn đọc và nghe thì cũng thấy rất là hay, tại vì được học, được dạy luôn. Và đến bây giờ thì không ai biết cái câu chuyện Tấm Cám là gì nữa. Câu chuyện Cấm Tám cuối cùng có phải là Tấm còn làm gì ạ? Còn nằm mắm em của mình cho dì ghẻ ăn. Cái câu chuyện rất là khủng khiếp. Rồi, thế Trường Tấn, nâng người lên. Thì chúng ta không đào sâu vào những cái thứ gì nó thuộc về quá khứ. Con người thì cần, ngay kể cả một quốc gia và đất nước chúng ta cũng đã từng có những cái chịu những cái tổn thương cực kỳ nặng. Trước đây thì các bạn có nhớ là đất nước chúng ta mới độc lập, và có một cái chính sách rất là độc ác. Cái chính sách có thể nói là, đây chỉ là chia sẻ thôi nhé, còn các bạn có thể liệt kê và tìm từ khóa. Cái chính sách đó là dồn điền đổi thừa, và gần như là
không chấp nhận những cái người mà có cái năng lực là cường hào địa chủ ngày xưa đấy, và họ có cái kiến thức rất là tốt, họ vận hành cái quốc gia tại cái thời kỳ đó. Có nghĩa là cái thời kỳ đó là con người nó hồng hoang, nó ăn nông ở lỗ. Các bạn xem cái tác phẩm Chị Dậu đấy, con người nó mộc mạc cái ngưỡng của nó như là con vật đấy. Và để vận hành được những con người đó theo một cái quy trình quỹ đạo thì cần phải có những cái con người rất là thông minh, kiệt xuất. Ví dụ như các cái địa chủ, các cái người buôn bán rất là giỏi. Và quốc gia đất nước của mình thậm chí còn làm cả một cái trận gần như là có thể nói là thanh lọc, thanh trừng những cái con người có kiến thức tốt như vậy để mà làm ổn định đã. Thì có thể là quốc gia có những cái chiến sách chiến lược mà Kim Toàn không làm chính trị, Kim Toàn không hiểu, mà chỉ mình nhìn đến đâu thì mình chỉ hiểu đến đó thôi. Và cái chủ nghĩa khắc kỷ đó nó còn liên quan đến cả những văn học. Có nghĩa là chúng ta còn có đến thời điểm hiện tại chúng ta vẫn còn nhìn nhận thấy có những cái tác phẩm văn học nghệ thuật mà thực sự là nó vẫn còn tồn tại. Cụ thể là Tấm Cám, và cụ thể là những cái ông Bụt ấy. Bụt là do người Việt chế tạo ra nhé, chứ còn các quốc gia khác không có Bụt, đúng không? Có Phật này, có Thánh này, có Thần này, có Tiên này, có Atula này, có Ngạ Quỷ này, mà có thêm cả Bụt nữa. Rồi, bước nùi chân nào. Thế anh Hùng quỳ. À, động tác tiếp theo đúng không? Các bạn cứ dừng nguyên như vậy nhá. Đôi khi nói nhiều quá còn quên. Thế góc xoay người, giơ tay phải của mình lên. Rồi, quay lại vấn đề. Vậy chủ nghĩa khắc kỷ hướng dẫn chia sẻ chúng ta cái điều gì? Hẳn một chủ nghĩa nhá, chứ không phải là một câu chuyện chia sẻ đâu. Tất cả những thứ gì mà chúng ta không tiếp cận được, không thể làm sao thay đổi được, thì nó không phải là của chúng ta. Thì Kim Toàn lấy thêm một cái ví dụ nữa nhá. Đó là cái ví dụ vừa rồi là từ cái thời mà Kim Toàn thi đấu vận động viên, đúng không ạ? Trong cái quá trình lao động làm việc của Kim Toàn gặp rất nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Và gần đây, thực sự là gần đây nhá, Kim Toàn cũng gặp một cái câu chuyện tương tự như vậy. Nhưng mà rất là may mắn là Kim Toàn vượt qua rất là dễ dàng. Không phải là cái gì cũng nhắc đến cái ví dụ của mình, mà thực sự là những cái ví dụ của người khác cũng khá là nhiều. Nhưng mà nếu mà nhắc nhiều quá đến họ là đôi khi đụng chạm, họ xem đúng cái video này thì toang. Có nghĩa là thì toang, thì Kim Toàn chỉ nói vừa tới thôi. Thì lấy ví dụ của mình là chính thôi nhá. Gần đây là cái tiêu chí làm việc của Kim Toàn ấy, là họ có làm gì mình thì lấy là cái việc của họ, quyền của họ. Họ có quyền làm cái điều đó. Họ làm tốt thì họ hưởng lợi tốt, họ làm chưa tốt thì họ hưởng lợi chưa tốt. Có nghĩa là họ làm gì mình là việc của họ. Còn mình tiếp cận và đón nhận như thế nào thì là cái quyền của mình. Giả thiết cụ thể này, Kim Toàn cứ thi thoảng lâu khoảng vài năm lại bị lừa một trận. Thực ra này, bị lừa thì có lúc thì bị lừa tiền, có lúc thì bị lừa tình. Nhưng thực ra thì nhiều lúc là mình biết họ lừa mình cứ kệ cho nó vui. Thậm chí là mình có nhận một số quyền lợi xong rồi là mình bùng. Có nghĩa là mình cũng quái, mình cũng có một số cái kỹ năng đặc biệt để có thể là vượt ra khỏi cái tình trạng đó. Rồi chống tay, bước nùi chân. Thế anh Hùng quỳ. Nào, đầy đủ nào. Cố gắng nựa hai cái gót chân vào nhau khép chặt nhé. Thì mình chỉ nghĩ đơn giản này. Giả thiết như họ muốn lấy một chút kinh tế tiền bạc từ mình, thì họ lấy cái điều đó về họ cũng chẳng ăn được một mình. Họ cũng chăm sóc gia đình của họ, nuôi vợ, nuôi con, đúng không? Chăm sóc bố mẹ, xây nhà, xây cửa. Thì mình chỉ nghĩ đơn giản là họ cũng vì cuộc sống của họ thì họ mới lừa mình, đúng không? Còn mình mà nếu có đủ kiến thức thì mình sẽ biết được cái điều đó và mình né tránh được. Có nghĩa là chúng ta không mong cái xã hội này, cái cuộc sống nó dễ chịu, thoải mái hơn, mà chúng ta chỉ mong làm sao mình mạnh mẽ hơn thôi. Không cần mong là xã hội họ sẽ tốt đẹp hơn và họ sẽ dễ chịu hơn, mà chỉ mong mình mạnh mẽ, khỏe mạnh hơn. Thì tự khắc mình sẽ biết mà mình đón nhận một cách rất là hợp lý. Và sau khi mà họ lừa mình, có thể là họ lừa tiền hoặc họ lừa tình đi, thì mình chỉ nghĩ đơn giản đó là vì công việc. Cũng giống như là các cái bộ phim nước ngoài các bạn xem rất là nhiều, đúng không? Bao giờ cái người mà người ta bắn chết một ai đó, hoặc người ta làm chết một ai đó, hoặc cướp đi sinh mạng của một ai đó, thì nước ngoài, các bộ phim nước ngoài nó rất là hay, bao giờ cũng có một cái câu dịch là: xin lỗi, đây là vì công việc, không có một tí gì là thù oán cá nhân cả. Các bạn cứ xem tất cả những bộ phim nước ngoài nhé, bộ phim hành động bao giờ cũng có những cái câu cửa miệng như vậy. Có nghĩa là họ muốn giải thích rằng là đây là công việc của tôi với anh không hề có cái thù oán cá nhân gì cả. Nó không giống như một số cái văn hóa của người Việt chúng ta trước đây, thậm chí bây giờ là một số tỉnh thành mới, tao nhìn mày ngứa mắt, tao đánh thôi, chả có liên quan gì cả. Cứ ngứa mắt, tao lích trong trận cho nó vui, hoặc là tao cũng chả thiếu thốn đói ăn gì cả, nhưng tao cứ nhìn mày thấy dễ lừa thì tao cứ lừa cho nó vui, đúng không? Chứ đôi khi tao cũng chẳng cần tiền, lừa cho nó vui mà. Cũng giống như là làm người xấu thì cũng chẳng phải vì là tôi đói quá tôi làm người xấu, mà tôi làm người xấu vì tôi tìm được cái niềm vui trong cái cách làm của tôi. Có nghĩa là họ làm cái thứ gì đó nó rất là trái với cái quy luật tự nhiên của cái xã hội hiện đại. Thì quay lại vấn đề là tất cả những gì mà người ta tác động tới mình, có thể là lừa đảo đi, thì đấy là cái việc của người ta.
nó không liên quan gì tới mình cả, và mình không có thể tác động được, nó trái chiều được lại, tốt lên hay là xấu đi. Mà mình chỉ có cái cách lựa chọn là: một là đón nhận, hai là tiếp nhận, ba là từ chối. Đón nhận khác, tiếp nhận khác nhá. Đón nhận có nghĩa là bạn phải chấp nhận cái điều đó, bạn không đủ năng lực. Còn tiếp nhận thì có nghĩa là bạn được quyền tiếp nhận nhiều hoặc ít, có nghĩa là chúng ta có quyền lựa chọn. Còn từ chối có nghĩa là trong trường hợp chúng ta biết rồi, chúng ta gạt đi luôn cho nó xong việc, đỡ trách việc, hoặc là chúng ta không cần thiết bơ luôn, có nghĩa là chúng ta cũng chẳng có kiến thức gì cả mà bơ lếch khỏi đầu luôn, đúng không? Thì đó là những cái ví dụ mà gần đây nhất mà Kim Toàn mắc phải và đã vượt qua được rất là đơn giản. Và nếu như mà các bạn chỉ cần có được hai cái điều đó thôi, có nghĩa là có cái điều gì ạ? Cái gì mà không thuộc về mình thì mình không có quyền kiểm soát thì bơ luôn. Còn cái gì làm sao mình có năng lực để kiểm soát thì mình nên tập trung vào để phát triển cá nhân. Thì chỉ cần thực hiện hai trong ba điều đó thôi, ở trong cái gì ạ, cái chủ nghĩa ích kỷ đó, thì chúng ta đã dễ dàng, thoải mái và hạnh phúc rất là nhiều rồi, so với đại đa số mặt bằng chung của xã hội nhé. Rồi nhổm dậy, dừng hai bàn chân, ngồi lên gót chân, tách rộng gối bằng vai, đan hai tay bẻ cong và nâng cao tay lên một chút nhé. Và cái điều cuối cùng, cái điều này rất là phức tạp, nếu như các bạn thực hành thường xuyên lặp đi lặp lại hai cái điều trên thì chúng ta mới có đủ năng lực để thực hành cái điều số 3. Đó là tất cả những việc chúng ta làm hàng ngày, những suy nghĩ của chúng ta mà có cái sự tác động liên kết một phần của người khác vào thì bắt đầu có tính cộng đồng rồi, đúng không ạ? Còn hai cái điều vừa rồi thì chúng ta có thể độc lập tác chiến được, nhưng khi có người khác tác động đến mình thì chúng ta cần phải chấp nhận. Có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận ở đây đơn giản là rất nhiều người họ giỏi lắm, họ chẳng học hành gì cả, nhưng họ biết chấp nhận. Chấp nhận là như thế này, Kim Toàn lấy một cái ví dụ nhé. Giả thiết như chúng ta lấy một cô vợ hoặc một ông chồng, ông ấy làm việc rất là tốt, kiếm tiền rất là giỏi, nhưng lại rất kém về một mảng nào đó. Ví dụ nấu ăn rất là dở, hoặc là ông không thích nấu ăn, hoặc là thậm chí là còn không thích chăm sóc con cái nữa. Nghe đến việc chăm sóc con cái là cái việc gì đó nó bực mình, nó hạ thấp cái chuyên môn của người ta xuống, cái đẳng cấp của người ta xuống. Nấu cơm đàn ông mà vào bếp nấu cơm nó là cái gì đó, nó sỉ nhục cái đẳng cấp của người ta, cái chuyên môn của người ta, và người ta từ chối cái việc đó. Thì đấy là cái ví dụ về đàn ông. Còn nữ giới cũng vậy, cũng có tương tự, hay là những cái ví dụ nặng hơn một chút nhé. Buổi sau thì các buổi sáng thì Kim Toàn sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái lối sống ở open, có nghĩa là xã hội bây giờ có rất nhiều các cái mô hình gia đình khác nhau, cái cấu trúc gia đình khác nhau. Ở trong cái cấu trúc gia đình đó thì có cách, rất nhiều cái cách sinh hoạt khác nhau. Và đặc biệt là cái cấu trúc gia đình thì mục tiêu cuối cùng thì buổi trước Kim Toàn nói rất là nhiều rồi. Mục đích cuối cùng của cái cấu trúc gia đình chính là để duy trì nòi giống. Thì trong cái quá trình mà duy trì nòi giống đấy thì có rất nhiều cái cách quan hệ tình dục nó khác nhau. Và nếu như ở trong cái cấu trúc gia đình khác nhau thì chắc chắn là có những cái cách và các cái lối sống quan hệ tình dục khác nhau. Nghe thì rất là thú vị đấy. Và chắc chắn là buổi sau là các bạn sẽ hơi ồ và òa và tìm từ khóa rất là nhiều. Nó gần như là cái gì đó để chúng ta tranh cãi. Thì quay lại vấn đề thì rồi, từ từ buông tay nhổm dậy. Tê tay rồi đúng không? Nhổm dậy. Thế lạc đà nhá. Hai tay ngồi xuống lại túm lấy gót chân của mình, đẩy hông về trước, nâng cao đầu ngực lên. Vậy thì những cái ví dụ mà liên quan có tới cái sự tác động của người khác một phần hoặc là nhiều phần tới cái công việc của chúng ta thì thường là nó sẽ liên quan chặt chẽ nhất ở cái cấu trúc gia đình. Có phải là người ngoài tác động vào chúng ta thì rất là ít đúng không? Nhưng người nhà tác động vào thì rất là nhiều. Tác động thông qua tư tưởng, thông qua lối sống, thông qua suy nghĩ, thông qua dinh dưỡng. Thì có Kim Toàn có một cái bài là gọi là cái bài thao túng tâm lý. Thì các bạn tìm ngược lại nhé. Ở trong cái bài thao túng, trong cái chuỗi video Gin Yoga của Kim Toàn có bài thao túng tâm lý. Thì nó tương đương với, nó sấp xỉ và tương đương đấy. Thậm chí là nó khá là giống đấy, gần gũi cực kỳ luôn. Các bạn xem cái bài đó thì cái bài ngày hôm nay các bạn sâu chuỗi lại thì cũng như là rất là dễ hiểu. Khi mà chúng ta ở trong gia đình đấy thì chúng ta sẽ có cái sự tương tác liên kết qua lại ít nhiều. Và chúng ta phải học một loạt các cái kiến thức để làm sao có thể chấp nhận được cái điều đó, hoặc là để cân bằng được cái điều đó. Thì vừa rồi cái ví dụ của Kim Toàn nói rất là rõ đúng không? Giả thiết như có một cái anh chồng, anh làm việc kinh tế rất là giỏi nhưng anh lại rất là kém về một số thứ, thậm chí là còn không làm một số thứ. Và ở nữ giới thì người phụ nữ thì lại rất mong muốn là đàn ông chia sẻ với mình cái điều đó. Xã hội họ phân công công việc từ thời tiền sử cũng đã như vậy nhé. Đàn ông thì săn bắn đúng không? Phụ nữ thì trồng trọt và hái nượm đúng không? Đàn ông thì làm sao? Đi khai hoang đất cát mở đường, chiến tranh đúng không? Đi tìm kiếm những tài vật về. Còn phụ nữ ở nhà thì chăm sóc gia đình con cái. Xã hội hiện đại thì hơi khác một chút. Phụ nữ bây giờ đòi bình quyền đúng không? Phụ nữ đòi bình quyền và họ có quyền yêu cầu đàn ông là hỗ trợ họ làm những cái việc đó.
Nhưng bản thân của họ thì quên mất điều rằng đấy, thì chúng ta cần phải làm thêm những cái việc của đàn ông, đúng không? Có nghĩa là cũng phải đi tìm tài vật và chiến tranh. Và phụ nữ mà dùng chiến tranh thì trước đây là có cái, trước đây thì chúng ta nói rộng hơn một chút nhé. Chiến tranh trước đây là cầm giáo, cầm mác, cung tên sang nhà người ta bắn, cướp giết hiếp, đúng không? Và chiến tranh hiện đại, gần đây nhất cận đại, rồi siết chặt cổ, gập đầu lên, gù nưng cho đỡ đau nưng nào. Chiến tranh cận đại và hiện đại bây giờ đấy thì dùng súng đạn, bom nguyên tử. Nhưng còn một loại chiến tranh nữa mà các bạn không biết, nó nghiễm nhiên diễn ra hàng ngày, đó là cái Facebook ấy. Các bạn biết cái Facebook nó ở đâu không? Nhiều người bắt đầu tìm lại lịch sử Facebook, đúng không? Nó ở Mỹ thôi. Và tại sao người Mỹ người ta lại dùng được cái chiến tranh Facebook sang tận đất nước của mình, và thậm chí là làm cho cả dân tộc của mình thích check Facebook, đúng không? Rồi, ngồi xuống thì anh Hùng quỳ. Thì Kim Toàn lại lấy thêm một vài cái ví dụ mà mở một chút xíu nhé, để các bạn thấy rằng là cái câu chuyện nó đỡ nhàm chán. Nào, thì anh Hùng quỳ tiếp. Họ có thể dùng cái kiến thức của Facebook để tác động tới một phần tư duy của chúng ta, thậm chí là đất nước của chúng ta, thậm chí là kể cả là làm sao cái thói quen của dân tộc chúng ta. Thì có phải là trang Facebook nó là cái chợ mọi người rất là ảo loi đó, ở trên đấy chúng ta chẳng ai kiểm duyệt chúng ta cả. Nó sẽ thu hút những cái nhóm người mà thích ảo, thích sống ảo, thích sống theo cái kiểu gọi là màu sắc. Ví dụ như là hôm nay các bạn cũng chẳng ăn tôm hùm, nhưng các bạn chụp ảnh cái bữa tôm hùm ở đâu đó và trở vào bảo là mình. Hoặc là làm sao mình không đi du lịch ở Maldives hay là Singapore, nhưng mình có thể là làm sao check một cái bức ảnh ở đó, sau đó ghép cái bức ảnh của mình vào. Và Kim Toàn làm được cái điều đó rất là dễ dàng. Và mọi người cũng vỗ tay tán thưởng hay gì gì đó. Và tất cả những cái người mà vỗ tay tán thưởng ở trên đấy, họ cũng chỉ là tán thưởng cho nó vui thôi. Có nghĩa là vui, Facebook là cái chỗ để chơi cho nó vui và sống ảo cho nó vui. Nhưng ví dụ như một cái mạng xã hội khác, ví dụ như là mạng xã hội và Zalo đi, thì cái Zalo nó rất là rõ ràng, nó rất là thực, đúng không? Chúng ta không thể giấu được người thân, người quen của chúng ta. Chúng ta là ai, làm cái gì, kinh doanh cái gì, nó rất là rõ ràng. Có nghĩa là không sống ảo ở Zalo. Và cái mạng nữa là mạng Amazon, là cái mạng mà thế giới người ta sử dụng, nó là gần như nó là một cái lối sống của một cá nhân nào đó, chứ nó không dùng để là đăng những cái bài sống ảo. Nghĩa là ở đấy là ví dụ như là Kim Toàn dạy yoga, thì Kim Toàn chia sẻ kiến thức về yoga và mặc định người ta biết rằng là cái người sử dụng cái mạng Amazon đấy là cái người dạy yoga, chứ không phải là sống ảo thông qua cái việc là kinh doanh yoga hoặc là kinh tế về yoga, đúng không? Rồi chống tay trái, duỗi hai chân về trước, căng duỗi nào. Lần này kéo ngửa lòng bàn chân của mình lại, căng chắc chặt chẽ. Rồi, ví dụ thì rất là nhiều và rất là lan man. Vậy quay lại vấn đề đấy, cái điều thứ ba là cái điều cực kỳ phức tạp. Chỉ khi chúng ta có đủ kiến thức thì chúng ta mới có thể là cân bằng hoặc là chấp nhận. Thì ở đây có rất nhiều người, người ta rất là giỏi, người ta cân bằng được. Thì tất cả những cái ví dụ vừa rồi Kim Toàn lấy ví dụ là cân bằng nhé. Thì bây giờ có một cái cân bằng mà Kim Toàn lấy cái ví dụ nó tệ tệ đi một chút, nó rõ ràng và nó tệ đi. Giả thiết như cái anh chồng đấy, anh ấy rất là giỏi kinh tế, nhưng anh ấy lại không biết làm một số việc nhà, hoặc là anh ấy không thèm làm. Và tệ hơn nữa là anh ấy có cái lối sống tình dục nó không bình thường. Có nghĩa là bản năng của đàn ông là như vậy, thì người ta sẽ sử dụng triệt để, thậm chí người ta sẽ dùng cái lý do là bản năng của tôi như vậy để người ta giấu đi những cái điểm xấu của người ta. Và đôi khi người phụ nữ là phải chấp nhận cái điều đó, chấp nhận nhé, chấp nhận đấy. Thì chấp nhận ở đây thì có nghĩa là chúng ta không thể kiểm soát được, đúng không? Chúng ta sẽ đưa luôn vào cái trạng thái là những cái gì không thuộc về mình là cái điều số 2, không thể kiểm soát được thì lách ra khỏi đầu, lách ra ra. Và chúng ta chấp nhận đánh đổi lấy những cái tốt đẹp người ta đem lại cho mình. Thì có nghĩa là những thứ người ta đem lại và chia sẻ cho mình thì những cái điều đó chúng ta kiểm soát được. Ví dụ ngày hôm nay là thay vì là anh ấy chỉ chia sẻ và cho chúng ta một chiếc xe là Kia thôi, nhưng nếu như chúng ta khéo hơn một chút, tình cảm hơn một chút, anh ơi, cái xe Kia đấy thì nó hơi nhỏ, hay là nó hơi xấu, nó hơi tệ, thì em muốn đổi một chiếc xe nó tốt hơn, ví dụ như là chiếc xe Mercedes chẳng hạn. Thì người ta sẽ chấp nhận một cái điều rằng là họ chấp nhận điều đó thì mình cũng có thể chấp nhận đánh đổi. Thì có nghĩa là chúng ta qua lại và chấp nhận được cái điều đó một cách tích cực nhé, nhìn theo mặt tích cực. Và đây là một chủ nghĩa nhé, chứ không phải là một lối sống. Kim Toàn nhấn mạnh lại nhé, chủ nghĩa khắc kỷ. Các bạn có thể tra trên Google, có hẳn một chủ nghĩa, có nghĩa là có những quốc gia, thậm chí có một số quốc gia là thực hành theo cái cách này. Nó giống như là chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa cộng sản, hay là chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa, hay là chủ nghĩa gì đó, chứ không phải là chủ nghĩa độc thân.
chủ nghĩa độc thân chỉ là cái ngôn từ mọi người nói cho nó vui thôi. Đó. Rồi, buông lỏng nhổm dậy. Nhấc cái chân trái của mình này, đặt sang bên phải. Thế vặn người nhá. Đưa tay phải. Vặn. Vừa rồi là Kim Toàn chia sẻ một từ khóa là chủ nghĩa khắc kỷ, đúng không ạ? Và trong khoảng 2-3 năm trở lại đây, là những năm dịch ấy, thì bắt đầu người Việt mình dùng rất nhiều cái thuật ngữ này, và cũng như là thực hành liên tục những thứ này. Những thứ gì nó không thuộc về mình thì chúng ta bắt đầu cắt dần đi, đặc biệt là về thông tin. Ví dụ như bây giờ các bạn nhìn đến Facebook, giờ một ngày nào không biết có bao nhiêu trăm tin, nghìn tin cơ. Và những cái tin nó rất là giật gân, nó chẳng thuộc gì về mình cả. Ví dụ như là kiết cướp giết hiếp này, rồi là gần đây là các bạn có thấy rằng là có rất nhiều các cái thông tin là trai gái yêu nhau xong rồi giết nhau, đúng không ạ? Và gần đây hot nhất là lễ hội Halloween ở Hàn Quốc sập cầu, đúng không ạ? Những cái thông tin nó chả có giá trị đếch gì với chúng ta cả, và chúng ta không thể kiểm soát được, cũng như là không thể làm thay đổi được những cái thông tin đó. Tuy nhiên ấy, nó sẽ tác động một phần với chúng ta trong tương lai, trong tương lai gần của chúng ta, hoặc là tương lai xa của chúng ta, hoặc là liên quan đến chúng ta. Bây giờ đặt một cái giả thiết nhé, có thể cái thông tin đấy nó rất là nhảm nhí, chả có giá trị với chúng ta, nhưng nếu như chúng ta cứ nói đi nói lại, đào sâu vào nó đấy, thì chúng ta lại trở thành dở, thậm chí rất dở nữa là khác, và thành thậm chí không những dở mà trở thành còn nhảm nhí. Nhưng nếu như chúng ta rút kinh nghiệm từ đó, có nghĩa là cái con đường mà tạo ra cái nơi mà tạo ra cái vụ tai nạn đó đấy, nó là một con đường dốc. Nếu như ai đó mà đi trèo núi mà đã từng vấp mà lăn xuống dốc rồi đấy, thì sẽ trải nghiệm rất là rõ. Bản thân Kim Toàn cũng vài lần như vậy, cho nên trải nghiệm rất là rõ. Thì có nghĩa là chúng ta nó, cái trường hợp như này nó sẽ nhấn mạnh lại vào cái não bộ của chúng ta, và chúng ta có cái cơ hội là nhắc nhở con cái của mình: con ơi, nếu như mà đi xe xuống dốc, từ trên cầu xuống dốc, thì tốt nhất là đừng có đạp xe, để xe nó tự trôi, và mình làm sao điều chỉnh phanh, tập trung vào cái việc là quan sát và phanh, giảm bớt tốc độ, chứ tránh cái trường hợp lại còn đạp, đúng không ạ? Và để ý quan sát xung quanh là chẳng may cũng có cái người, người ta cũng đang điều khiển ở phía trước của mình, mà người ta không kiểm soát được tốc độ, mà người ta phanh đi phanh lại nhiều lần, nó tạo ra cái sự dừng đột ngột, và chúng ta vấp ngã và xảy ra chấn thương, tổn thương cho cả hai, đúng không? Có nghĩa là cái câu chuyện ấy có thể là nó rất là nhảm nhí, nhưng thực sự là nó sẽ có giá trị ở trong tương lai gần hoặc trong tương lai xa, nhưng chỉ là một phần rất là nhỏ tác động đối với cơ thể của chúng ta thôi, chứ không phải là chúng ta cứ nói đi nói lại một cái câu chuyện mà n lần, trong khi đó là các câu chuyện mới nó có liên tục nhé. Và chúng ta bị cuốn theo những cái thông tin đó, và chúng ta bị nghiện thông tin. Cụ thể là như thế này, có rất nhiều người bị nghiện thông tin mà không biết gì nhé. Ngày nào các bạn cũng phải dở cái điện thoại ra lướt Facebook một đến vài tiếng. Sẽ rất nhiều người hỏi để làm gì? Chả có việc gì, tôi quen thì tôi lướt thôi, cứ cầm điện thoại chả nghĩa chả có việc gì làm, lướt, đúng không? Nhưng thay vì các bạn lướt thì các bạn chuyển sang đọc một cái gì đó có giá trị hơn. Giả thiết như vừa rồi các bạn đọc cái từ khóa là chủ nghĩa khắc kỷ là gì, và làm thế nào để thực hành được chủ nghĩa khắc kỷ, thì nó giá trị hơn rất là nhiều. Và các bạn có thêm một cái câu chuyện để chia sẻ, cũng như giúp người khác thoát khỏi cái vấn đề của mình. Rồi từ từ buông lỏng xoay lại. Duyên trái, đổi bên rồi. Và có rất nhiều các câu chuyện tương tự như vậy nhé. Vặn người nào. Và điển hình Kim Toàn đến một cái ví dụ nhé, rất là điển hình luôn. Cách đây tầm khoảng 5-7 năm, có một câu chuyện của Lick Putin, có nghĩa là sinh ra không có cả chân lẫn tay, đúng không? Nhưng bây giờ thì anh ấy có vợ rất là xinh, thậm chí là còn có hai đứa con nhỏ rất là đáng yêu. Trong cái quá trình mà anh ấy sinh sống đấy, anh rất là stress, rất là căng thẳng. Với cái cơ thể như này thì không thể làm được một cái điều gì cả. Và anh ấy là người mà thực hành cái chủ nghĩa khắc kỷ, cái lối sống của chủ nghĩa khắc kỷ rất là hoàn mỹ. Tương tự như vậy, có rất nhiều người trong quá khứ, thậm chí là có những nhà lãnh đạo của một số quốc gia thực hành đi thực hành lại chủ nghĩa khắc kỷ nhé. Và anh ấy cảm nhận thấy rằng là cái việc mà không may mắn của mình đấy là mình không thể thay đổi được. Có nghĩa là cái bộ gen của mình sinh ra, trời sinh ra nó chỉ có như vậy thôi, người ta không thể tác động thay đổi được, thì tốt nhất là gạt nó ra khỏi đầu và tập trung vào những thứ mà mình có thể làm được. Và sau khi một thời gian liên tục lao động làm việc, sáng tạo cũng như học tập, thì anh đã trở thành một cái diễn giả, thậm chí là còn là một người truyền cảm hứng cho cả thế giới. Cho cả thế giới nhé, đã từng di chuyển tới Việt Nam chúng ta, đúng không? Các bạn hình dung là một người có những cái xuất phát điểm rất là tệ, có thể nói là cực kỳ thiệt thòi, nhưng tính đến thời điểm này là thành công trong cuộc sống cũng rất là vang dội, rất là rực rỡ, đúng không? Và bản thân chúng ta là những người có chân có tay, thậm chí là có cả trí não, nhưng chúng ta không được tiếp cận những kiến thức đó. Đấy là một sự thiệt thòi, chứ không phải là chúng ta dốt đâu nhé.
Và thực tế chứng minh là thế giới còn phải chứng minh rằng là người Việt rất là thông minh, rất là linh hoạt, rất là giỏi giang. Chỉ có điều là chúng ta không cầm được, nắm được những cái công cụ, những kiến thức này trong tay. Thành ra chúng ta không có cái cơ hội tiếp cận. Mà cho dù đến khi có cơ hội tiếp cận thì chúng ta đã lỡ mất nhịp rồi. Giả thiết như năm nay là Kim Tuần là năm nay là 41 tuổi. Để có thể tiếp cận được khoa học kỹ thuật cũng như là các cái kiến thức về công nghệ đấy, nó là một cái điều gì đó cực kỳ khó khăn. Khó lắm, thậm chí là còn khổ nữa cơ. Ai uống rượu cho? Ai đi câu cho? Kim Tuần rất thích đi câu và đã từng rất thích uống rượu. Ai uống rượu cho? Ai đi câu cho? Ai đi cà phê chém gió cho? Đúng không? Ai đi chơi, ai đi ngồi đánh cờ cho? Có nghĩa là có những cái sở thích mà nó đã ngấm vào cơ thể của mình rất là lâu rồi. Mặc dù mình biết là nó chiếm rất nhiều thời gian của mình, và thậm chí là nó còn là ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, thậm chí nó còn ảnh hưởng đến người trong gia đình của mình nữa. Nhưng để thay đổi được thói quen đó rất là khó, tại vì mình không còn nhiều thời gian nữa rồi. Học cái gì đó nó khó lắm, trừ khi chúng ta phải có những cái hố vấp mà có thể nói là cái hố rất là to mà hấp vỡ mồm vỡ miệng rồi đấy thì mới có thể thay đổi được. Và trong cái quá trình làm việc của Kim Toàn ấy, Kim Toàn nhìn thấy rằng rất nhiều người nhá, có chân có tay, có gia đình, có vợ, có con, có chồng, thậm chí có công việc, nhưng mà mồm lúc nào cũng ngoạc lên kêu tôi ốm, tôi đau lắm, tôi nghèo lắm, tôi khổ lắm, tôi thế này thế nọ thế kia, ôi trời khó lắm. Có nghĩa là cái việc giảm cân đối với họ nó là cái điều gì nó khó lắm. Ăn uống cái gì vào miệng mà nó bảo ôi nhắn này nó không ngon, nó kinh lắm. Rồi buông lỏng quay lại. Thế cái bàn nào? Đẩy cao và căng nhá. Rồi đẩy lên. Cao và căng nào. Và ban đầu ấy thì Kim Toàn nghe những cái câu chuyện đấy thì Kim Toàn rất là bực, thậm chí rất là cáu. Tại vì họ tác động một phần đến mình mà mình không thể thay đổi được họ thì mình phải bực, phải cáu chứ, đúng không? Nhưng sau khi mà Kim Toàn thực hành đi thực hành lại rất nhiều lần chủ nghĩa khắc kỷ, cái lý thuyết cũng như cái cách thực hành của chủ nghĩa khắc kỷ, thì Kim Toàn nhận thấy rằng là họ chưa có cái nỗi đau đủ lớn, có nghĩa là chưa có cái hố trên cái con đường mà mưu sinh của họ đấy, không có cái nhát ngã, cái cú tát đủ lớn để họ có cái cơ hội thay đổi. Thì nếu như cứ như vậy đều đều thì sống đến già rồi chết chẳng sao cả, họ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Cùng lắm là mình chỉ mất một vài khách hàng thôi, có sao đâu. Giả thiết như ngày nào cũng có khách hàng đến tìm Kim Toàn mong muốn nâng cấp sức khỏe, chữa bệnh giữ sinh, đúng không, giảm cân hoặc tăng cân. Nhưng mà nếu như họ không đón nhận hoặc không đón nhận toàn diện, họ đón nhận một phần thôi, thì mình cũng trao đi một phần thôi. Và mình làm sao tìm những người khác, kiếm những người khác thông qua những trang mạng xã hội như này này, thông qua YouTuber này, và tự động có thêm khách hàng thôi. Thì có phải là cái việc mà Kim Toàn tác động đến họ không thể tác động đến họ nhé, và tác động một phần đến họ nếu như không thành công thì tốt nhất là lách khỏi đầu để đỡ mệt mỏi, đỡ căng thẳng, đỡ stress, đúng không? Và Kim Toàn làm những cái video như này chia sẻ trên mạng xã hội để làm sao? Để có thể chủ động và kiểm soát được những thứ mà mình có. Có nghĩa là Kim Toàn có cơ hội nâng cấp mình lên. Thì thay vì cái việc của Kim Toàn suốt ngày làm sao chạy đi chỗ nọ, chạy đi chỗ kia, chia sẻ cái điều này, chia sẻ cái điều khác để giúp cho người khác tốt hơn, đúng không? Hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn, và họ không đón nhận thì mình lại đi stress, thì có nghĩa là mình thành dở rồi. Thì thay vì mình làm sao đi tác động những thứ mà mình không thể tác động được, thì mình chuyển thành làm sao? Làm YouTuber, đúng không? Mình nâng cấp bản thân của mình lên, mình học các kiến thức trên mạng xã hội khó nhưng mà mình cảm thấy vui hơn rất là nhiều. Tại vì những thứ này mình kiểm soát được mà, đúng không? Càng làm thì càng giỏi hơn, càng làm thì càng nhiều khách hàng hơn. Và thực tế là từ lúc Kim Toàn nghiêm túc làm việc, chia sẻ và quay video đến thời điểm này nhá, là được 6 tháng. Chính ra là 6 tháng 4 ngày đấy. 6 tháng 4 ngày cái kênh của Kim Toàn nó có hơn, từ lúc làm đến lúc này thì là có tầm khoảng 1.300 người, thêm 1.300 người xem, theo dõi và xem kênh của Kim Toàn. Trước đấy thì Kim Toàn làm rất là vớ vẩn, ấm ớ, lúc được lúc không, lúc hứng lên thì làm, lúc không thì tôi tụt cảm xúc. Thì làm được khoảng tầm hơn 1.000 người. Nhưng từ cái lúc làm nghiêm túc ấy, trong vòng có 6 tháng 4 ngày là hơn 1.000 người tham gia. Và hàng ngày có khoảng tầm khoảng 450 giờ. Hôm qua thì đột biến tự nhiên có 100 giờ xem, ôi giật hết cả mình. 100 giờ xem kênh của mình thì có nghĩa là nếu như mỗi một ngày mà có một người tập 1 tiếng với Kim Toàn như này này, gập đầu lên, hạ xuống, thì có nghĩa là đang có 100 người xem nghiêm túc. Còn nếu như mỗi một người tập nửa tiếng thôi, ngồi thẳng lưng của mình lên, rồi duỗi sướng, thì có nghĩa là Kim Toàn có bao nhiêu? Có 200 người đang tập cùng với Kim Toàn hàng ngày như thế này, trên TV. Và cái tiêu chí của Kim Toàn đặt ra là ít nhất là có 500 người từ giờ cho đến khi Kim Toàn không làm video nữa, chết. Và sau này chẳng may có không làm gì nữa thì cái kênh của Kim Toàn vẫn hàng ngày chia sẻ cho mọi người các cái cách nâng cấp sức khỏe của mình một cách chủ động. Có nghĩa là trong trường hợp mà Kim Toàn không làm cái việc này nữa
hoặc là một lý do nào đó xui xẻo, hoặc là già quá là chết, không làm được nữa. Thì cũng có rất nhiều ngàn người tiếp tục tập luyện và nâng cấp sức khỏe của mình. Có nghĩa là Kim Toàn đã gói gọn toàn bộ những thứ mình có, những thứ mình tích lũy được từ trước đến giờ, trở thành những cái bộ video rất là ý nghĩa. Thì thay vì hàng ngày Kim Toàn phải làm sao? Lên lớp như thế này này, dạy, hướng dẫn mọi người, bạn ơi bạn phải ăn cái này thì nó mới khỏe lên này, bạn phải tập như này mới khỏe lên này, thế này thế nọ kia, đúng không? Nhưng tại thời điểm đấy các bạn không có đủ kiến thức để tiếp cận, hoặc các bạn không may mắn có thể tiếp cận được với Kim Toàn sớm hơn, hoặc là sau này các bạn mới có nhu cầu thì chẳng may Kim Toàn ốm già rồi sao, hoặc là đổi nghề khác rồi sao, lúc đấy muốn học cũng chẳng học được nữa. Có thể là kiến thức thì rất là tốt nhưng nó trao nhầm thời điểm, nhầm thời điểm nhé, chứ không phải là các bạn không đón nhận. Thời điểm này các bạn chưa đón nhận vì nhiều nỗi lo khác, các bạn có thể thứ tự ưu tiên nó là cái khác chứ không phải là cái này. Cái này chỉ là một phần thôi. Rồi, thì có nghĩa là những cái gì nhá, Kim Toàn tổng kết lại một lần nhá. Tổng kết một lần và cũng là lần cuối luôn. Tất cả những thứ gì mà chủ nghĩa khắc kỷ hướng dẫn dạy chúng ta thì nó tương đương với đạo lão của người Việt chúng ta, tương đương với đạo Thiên Chúa. Trong đạo Thiên Chúa cũng có nhá, đạo Bà La Môn của Yoga, Yoga là đạo Bà La Môn mà, cũng có. Và các đạo khác, đạo Phật giáo cũng có. Đều hướng con người tới ba cái điểm chính. Thứ nhất này, là những thứ chúng ta có thể kiểm soát được và thay đổi được. Thì bao gồm những gì ạ? Suy nghĩ của chúng ta và những thứ chúng ta ăn vào, và tất cả những hành động của chúng ta đối với thế giới bên ngoài. Chúng ta không thể đánh một người khác mà lại bảo rằng là tôi bảo vệ bản thân của mình, đúng không? Chúng ta hoàn toàn kiểm soát được cơ mà. Rồi, thì đó là những cái điều thứ nhất mà chúng ta cần phải học nhé. Cái điều thứ hai là những thứ chúng ta không thể kiểm soát được. Thì cái gì không thể kiểm soát được, tốt nhất là chặt đứt nó ra, đánh cái dấu gạch và vứt nó ra khỏi đầu của chúng ta, bỏ qua một bên, nó không có giá trị gì cả. Các bạn càng cố gắng kiểm soát nó thì càng mệt mỏi. Mệt mỏi không chỉ cho mình mà cho cả người khác, họ có đón nhận đâu, kể cả những điều đấy có là điều tốt đẹp. Ví dụ như Kim Toàn hướng dẫn họ là ăn như thế vậy, tập như thế vậy nó mới khỏe, nó mới đẹp nên, nó mới chưa được bệnh, nhưng họ không đón nhận. Có nghĩa là ta không thể kiểm soát được thì thôi, tốt nhất là lách khỏi đầu và tìm kiếm những người tiếp cận những cái điều mà mình kiểm soát được, đúng không? Và cuối cùng là cái việc rất là khó, khó cực kỳ luôn, đó là cái sự vật, sự việc, cái điều mà chúng ta đang làm này có một phần kết nối của người khác, hoặc chúng ta kết nối với người khác một phần. Thì cái việc này rất là khó, chúng ta buộc phải chấp nhận. Có nghĩa là phải có kiến thức để chấp nhận hoặc để đánh đổi. Thì cái việc chấp nhận và đánh đổi này nó đưa các bạn lên một cái tầm cao mới. Chúng ta thực sự không phải là con người nữa, mà nói hơi quá đó, hơi quá một chút, không phải là con người thì là con thú à? Nhưng không phải nhé, mà chúng ta gần như là, có thể nói là gần như là một vị thần đấy, nghe đúng là một vị thần đấy. Giả thiết như bây giờ lấy một cái ví dụ để một chứng minh rằng chúng ta là một vị thần nhé. Bây giờ có một cháu 15-20 tuổi, một cháu thôi, mới ra đời 15-20 tuổi, rất là đơn giản, sống rất là mộc mạc, có thể đọc rất là nhiều sách, nhưng tất cả những cái kiến thức đấy chỉ là đọc thôi, chứ chưa có cơ hội ứng dụng vào đời sống, đúng không? Và chúng ta là người có rất nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, tầm khoảng 45-50 tuổi rồi, thì chúng ta chẳng khác gì một vị thần cả. Những điều chúng ta nói ra họ đều ồ và òa hết, đúng không? Ồ và òa hết, ồ thì ra nó là như vậy, ồ thì ra nó là như vậy, đúng không? Rồi buông lỏng, rồi dậy, giơ hai chân của mình về trước, đập chân nào. Và đó là ba cái điều mà chúng ta thường xuyên thực hành hàng ngày, chắc chắn là nó sẽ làm cho chúng ta dễ chịu và hạnh phúc hơn rất là nhiều. Có nghĩa là nó giống như là cái điện thoại đấy, buổi trước Kim Toàn chia sẻ đấy, nó lâu quá là đầy bộ nhớ rồi, chúng ta cắt bớt những thứ không cần thiết đi, bỏ đi, đúng không? Hoặc là cái máy tính lâu ngày quá nó làm sao, nó đầy rồi, nó nhiều virus rồi, cốt nó lại. Hoặc là căn nhà của chúng ta nó thừa quá nhiều cái vật dụng không cần thiết, bỏ bớt đi, cho bớt đi, cái gì cần thì chúng ta giữ lại. Rồi, rất là tuyệt vời ạ. Bài tập của ngày hôm nay Kim Toàn đã chia sẻ rất là rõ về chủ nghĩa khắc kỷ là gì nhé. Và trong yoga cũng liên tục thực hành những cái lối sống đó, cái phương pháp đó. Ngay cả trong động tác yoga cũng thực hành cái lối sống khắc kỷ đó nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại ở những cái video hữu ích của lần sau. Và như thường lệ là để YouTuber làm sao chia sẻ được nhiều cái giá trị, YouTuber hỗ trợ Kim Toàn chia sẻ được nhiều cái giá trị mà Kim Toàn chia sẻ với các bạn, thì các bạn vui lòng ấn một cái nút like, nút thích vào đó thôi, để cái thuật toán của YouTuber có thể hiểu được rằng là cái video này thực sự có giá trị, chứ tránh cái trường hợp là rất ít người xem, ít đến ngưỡng mà rõ ràng có giá trị nhưng chẳng ai quan tâm, đúng không? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại ở những cái video hữu ích của lần tiếp theo.